giòn lắm. Giòn vỡ này. Cái này phải đặt mới có. Vâng, đặt mới có. Cái này một sống là 200-300 là cô. Này là bán cả ai người ta mua sẵn. Ai người ta không có công việc ăn đông người đấy. Quay với chị con ngon. Vâng. Cô ăn thử cái chân giò vào cho cháu làm này. Ô đây nhà làm rồi. Này làm ăn mà. Giòn lắm. Chú ăn thử cái chân giò cháu làm này. Để đi. Chút xíu rồi, chút xíu. Đấy, 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 đấy. Giòn món. Trước cháu làm ba chỉ nha. Làm ra thì có người mua, không mua. Có lắm. Thế khi không làm thì đầy người hỏi. Là nó đắt. Cứ hỏi làm chưa ăn ba chỉ. Vâng, bởi đây không bán nữa. Giòn đúng không chú? Cái này mà chấm này ngon đúng không? Nó dai ngon. Chứ không bị bỏ hay là gì. Cái này chấm chấm mắm mạnh và cây cây. Vâng. Tại vì làm đây là nhà làm mà có trẻ con đấy cô. Tối luôn. Không ra mất. Ở dưới này nó gần khúc đó thôi.